Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quốc hội, Bộ Tài chính đè chính phủ. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến hạn thanh toán lớn nhất là Novaland của ông chủ Bùi Thành Nhơn. Và doanh nghiệp này đang không có khả năng thanh toán đúng hạn những trái phiếu mà họ đã phát hành. Đây là hình ảnh ông chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Bộ Tài chính và Chính phủ trình phương án cho các doanh nghiệp không được thanh toán được trái phiếu bằng tiền thì được thanh toán bằng tài sản khác. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng kiến nghị cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu được giãn nợ 2 năm cho những trái phiếu đã đến hạn. Bộ trưởng Tài chính bây giờ là Hồ Đức Phước, người Nghệ An, cũng như ông Vương Đình Huệ. Ông Phước cũng trả lời qua thời kỳ làm ông Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó mấy ngày, ông Huệ cũng đã phát biểu đầy vẻ oán thán về tình cảnh chứng khoán, bất động sản, đóng băng. Dường như ông bất mãn cho rằng việc xử lý những doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản sai phạm vừa qua là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán, bất động sản bị đóng băng. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ. Nguyên văn phát biểu của ông Huệ hôm bế mạc kỳ họp ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Quốc hội, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản sau những biến động mạnh, bộc lộ rủi ro, vi phạm, buộc phải xử lý lại rơi vào nguy cơ đình trệ, đóng băng. Trong khi đó, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị doanh nghiệp và người dân cần quán triệt, bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng như nghị quyết 68 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Và câu hỏi đặt ra là nghị quyết 68-2022 của Quốc hội nói gì mà ông Huệ lại nhắc như vậy? Nghị quyết đó có đoạn phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt các quy hoạch còn lại trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo luật quy hoạch trong năm 2023, rà soát để giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương. Thật trùng hợp là Novaland là tập đoàn vướng rất nhiều pháp lý nhất. Có đến 14 dự án của tập đoàn này đang vướng mắc pháp lý và một số chưa được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Novaland đang đòi hỏi chính phủ phải cho giãn nợ trái phiếu và nhanh chóng chỉ đạo địa phương cấp sổ hồng, sổ đỏ cho những bất động sản trong 14 dự án của tập đoàn này. Trong các dự án của Novaland có dự án như Aqua City ở Đồng Nai đang được báo chí và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải tháo gỡ cho Novaland. Thậm chí trong cuộc họp ngày 17 tháng 2 mới đây, chính phủ ông Bùi Thành Nhơn đã nêu đích danh cần phải chọn Aqua City là thí điểm cho việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bây giờ câu hỏi lại đặt ra rằng chính phủ có lỗi gì trong dự án Aqua City mà phải đi tháo gỡ theo yêu cầu ngang ngược của ông Bùi Thành Nhơn và sức ép của Bộ Tài chính, Quốc hội? Chính phủ không có lỗi gì cả. Đây là hình ảnh Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Lỗi ở Novaland muốn bán dự án thu tiền khi mà dự án chưa xây dựng. Nhiều năm trở lại đây, việc bán trước nhà ở dự án đang hoặc sắp xây dựng rất phổ biến. Novaland làm dự án Aqua City cũng vậy, nhưng quy định muốn bán dự án như thế theo luật thì phải có ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Nếu người đọc chỉ đọc báo, đọc các thông tin trên mạng xã hội mà Novaland đã bỏ tiền ra mua chuộc, thì các bạn sẽ nghĩ rằng chính quyền Đồng Nai làm sai, chính quyền Đồng Nai làm khó cho Novaland. Chính quyền Đồng Nai không hề sai, họ chỉ làm theo đúng luật. Sở Xây dựng Đồng Nai được PVcombank cho biết, kể từ ngày được cấp cam kết tín dụng đến nay, công ty thành phố Aqua chưa cung cấp hồ sơ để thực hiện thẩm định, đánh giá, xét duyệt cấp tín dụng. Vì vậy, ngân hàng không thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho công ty thành phố Aqua với việc bán, cho thuê, mua nhà ở, hình thành trong tương lai của 752 căn biệt thự trên. Phía PVcombank cũng xác nhận với Vietnam Express, ngân hàng từng cam kết cấp tín dụng kèm điều kiện về pháp lý cho dự án Aqua City, nhưng chủ đầu tư không cung cấp đủ hồ sơ. Do đó, ngân hàng này quyết định không bảo lãnh cho dự án nữa. Theo luật kinh doanh bất động sản và nghị định 99, một trong những yêu cầu quan trọng để đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai là dự án phải có bảo lãnh của ngân hàng về nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và có văn bản của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Vì không có điều kiện này nên Đồng Nai đã hủy công nhận 752 căn biệt thự đủ điều kiện bán hàng. Đây là hình ảnh trụ sở của Novaland. Phía Novaland đã dùng báo chí kêu gào rằng dự án của họ đã hoàn thiện đến 92% rồi, khách mua là giao nhà, không cần ngân hàng bảo lãnh gì cả.
92% là do Novaland nói. Giả sử Đồng Nai cho công nhận bán thì chỉ 1-2% chưa xong thôi. Lúc đó khiếu kiện đông người tố cáo Novaland thiếu trách nhiệm, chưa xong thang máy, dân tình thì phải đi bộ, thì ai đứng ra giải quyết đây? Chả lẽ lúc đó lại dùng công an giải tán tập trung đông người, bắt một số người vì tội gây rối trật tự công cộng hay sao? Cũng đừng quên, nếu như dự án Aqua City của Novaland mà ngon như báo chí và họ nói thì ngân hàng cũng chẳng dạy gì mà không đứng ra bảo lãnh cả. Cớ sao phải chối từ? Thái độ của Bộ Tài chính và Quốc hội và một số tờ báo rõ ràng đang muốn gây áp lực buộc chính phủ phải giải cứu cho Novaland. Muốn chính phủ phải lách luật, tạo ra những ưu đãi để Novaland vượt qua khó khăn do chính Novaland tạo ra cho bản thân họ. Như thế có phải là dấu hiệu lợi ích nhóm tác động chính sách để giúp đỡ doanh nghiệp một cách không công bằng hay không? Quý vị vừa nghe bài bình luận của Người Buôn Gió qua phần trình bày của Trung Khoa, Thời báo.de. Với bản tin Quốc hội, Bộ Tài chính đè chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tên nhắm vào cựu chủ tịch Phúc bay sượt trán Nguyễn Kim Sơn. Vào ngày 6 tháng 2, toàn bộ báo chí nhà nước được lệnh rút lại lời thanh minh của ông Nguyễn Xuân Phúc là tín hiệu chẳng lành đối với vợ con ông Phúc. Tín hiệu này cho thấy bên đại thắng đang dương cung hướng mũi tên vào ông cựu chủ tịch nước rất rõ ràng. Chỉ kẹt một nỗi, dù lời thanh minh của ông cựu chủ tịch nước không còn tồn tại trên báo chí nhà nước, nhưng nó vẫn còn tồn tại trên không gian mạng, không thể tẩy xóa cho được. Vợ và con ông Nguyễn Xuân Phúc có tham gia vào Việt Á hay không là câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra và chờ đợi xem động thái ở phía ông Nguyễn Phú Trọng sẽ làm gì. Các kết luận về nguyên nhân dẫn đến lá đơn từ chức của ông cựu chủ tịch nước không có từ nào nói đến vợ con ông, và cũng được chính ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy. Đây là hình ảnh em họ của ông Nguyễn Xuân Phúc bị khởi tố về tội thứ nhì. Đấy là những gì của Đảng Cộng sản Việt Nam nói, còn những gì Đảng Cộng sản Việt Nam làm thì sao đây? Hành động từ sau Tết Nguyên đán của phía ông Tô Lâm cho thấy Bộ Công an vẫn đang nhắm vào gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. Hiện tại chưa nhắm trực tiếp vào gia đình ông, nhưng họ nhắm vào bà con của ông Phúc. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em họ của Nguyễn Xuân Phúc, bị khởi tố về tội thứ nhì. Tội thứ nhất liên quan đến Việt Á, tội thứ nhì liên quan đến nhà xuất bản, giáo dục. Cần moi ra triệt để những mối quan hệ chằng chịt thì mới có thể kết tội nặng cho đối tượng. Tuy nhiên, vì moi quá sâu mà từ vụ Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đã giúp lại ông Tô Lâm moi ra một đống tiêu cực ở nhà xuất bản, giáo dục. Cũng từ đây, sự cấu kết giữa nhà xuất bản, giáo dục và Bộ Giáo dục Đào tạo bị soi kỹ. Từ chuyện nọ lại sọ sang chuyện kia. Từ vụ Việt Á giờ lại cháy lan sang Bộ Giáo dục. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Kim Sơn đang thành mình ngay sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bị khởi tố liên quan đến nhà xuất bản, giáo dục. Ông Nguyễn Kim Sơn đã có báo cáo nêu rõ có một số bộ sách giáo khoa mới có giá cao hơn so với bộ sách giáo khoa theo chương trình cũ do khổ giấy, do mẫu in, v.v. Hoặc có thể là do chất lượng hơn, ông nói. Nhưng nói chung, ông Sơn cũng đang cố thành mình để tránh cho Bộ Giáo dục của ông cũng bị sa lầy vào một đại án mới. Nhà xuất bản giáo dục đã gây ra sai phạm trải qua hai thời kỳ bộ trưởng, thời ông Phùng Xuân Nhạ trước đây và thời ông Nguyễn Kim Sơn hiện nay. Ông Phùng Xuân Nhạ thì hết cơ hội thanh minh trước báo giới vì ông đã bị kỷ luật và không còn là quan chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nữa. Còn ông Nguyễn Kim Sơn với tư cách là bộ trưởng nên ông có cơ hội để thanh minh trên truyền thông. Vậy thì ban đầu phe ông Tổng nhắm vào gia đình cựu chủ tịch nước, nhưng cuối cùng mũi tên lại bay sượt qua đầu ông Nguyễn Kim Sơn. Đã có nhiều cựu bộ trưởng bị bắt, ông Nguyễn Kim Sơn cũng không thể khinh suất những dấu vết mới vừa chớm lộ ra. Tất cả những vụ án long trời lở đất cũng đều bị phanh phui từ những dấu hiệu rất nhỏ. Vấn đề nhà xuất bản giáo dục chỉ mới là bắt đầu, có khả năng sẽ cháy lan sang Phùng Xuân Nhạ. Nếu ông Nhạ dính vụ này thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng lại bị chồng thêm tội. Nói chung, mối quan hệ lợi ích trong bộ máy chính quyền nó đan xen với nhau rất phức tạp. Đã bứt dây thì ắt sẽ động rừng. Trong tình thế cây cảnh, gốc rễ gì cũng đều có nguy cơ thành củi hết, thì tốt hơn là bảo vệ chính mình là trước mặt. Đây là hình ảnh, có thể ông Phùng Xuân Nhạ đã bị chồng thêm tội không? Việc ông Nguyễn Xuân Phúc thanh minh vào ngày 4 tháng 2 vừa qua cũng là một dạng thanh minh để tự bảo vệ lấy mình. Ông Nguyễn Kim Sơn lên sóng giải thích về vấn đề tăng giá sách giáo khoa cũng không ngoài mục đích thanh minh để bảo vệ mình. Thời kỳ loạn lạc,
nhân thân ai người nấy lo. Năm 2023 sẽ hứa hẹn rất nhiều vụ án lớn và có nhiều nhân vật nữa sẽ vào lò. Khi đó, cảnh bát nháo tự lo sẽ hiện lên rõ hơn. Chính trường Việt Nam một mớ hỗn loạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin tên nhắm cựu chủ tịch Phúc bay sượt chán Nguyễn Kim Sơn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.